Để mình làm nước cốt nha mọi người. Nước cốt này mình hỗn hợp rồi mà dừa nè, nước cốt dừa nha, với đường, miếng muối, với bột gạo bỏ vô nha mọi người. Thì mình nên để trên bếp mình thắng thôi. Siêu to cũng là phục. Mọi người đừng có để muối nhiều quá, mùi nhiều nó sẽ mặn nha. Lấy lá quậy luôn. Đúng là chắc miền Tây. Xong là được ăn rồi. Này cũng thấy đói đói rồi đó. Làm bánh này tuy đơn giản nhưng mà làm tốn thời gian lắm mọi người. Nãy giờ cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Đâu làm từ 12 giờ trưa tới giờ. Chắc có thể là do lần đầu mình làm chưa có kinh nghiệm, làm hơi lâu. Muốn ăn phải vô bếp làm mới biết cảnh. Cháy mất đi còn nguyên luôn ta, không bị cháy để nó cháy chứ. Đang quay cận cảnh rồi, ăn theo sẽ quay cảnh. Hai cục dầu. Như chẳng tiếp không mấy kia. Đó đó.